Kính chào tất cả quý vị và các bạn đang xem video của Tắp Năm Thú Vị. Sau hơn 3 năm hẹn hò, cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm, thử thách, vào ngày 11 tháng 11 vừa qua đám hỏi và hôn lễ của cầu thủ đoàn văn hậu cùng người đẹp Doãn Hải Mi đã chính thức diễn ra. Sau khi hoàn tất các thủ tục ăn hỏi tại nhà gái, đoàn văn hậu đã rước cô dâu về Thái Bình để tổ chức lễ cưới. Ngày vui của chàng hậu vệ này đã thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, dân tình còn trầm trồ trước sự đầu tư cực hoành tráng, tát ra mùi tiền của đàng trai với dàn siêu xe cực khủng. Theo đó, trong một bài đăng trên trang cá nhân của đoàn văn hậu, cầu thủ Hà Đức Trinh, một người bạn thân thiết của chú rể đã để lại bình luận cho rằng tiên lời lên đến 9 số 0. Thêm vào đó, con số ít được chàng cầu thủ quê Phú Thọ tiết lộ là con số to lắm khi được hỏi cụ thể là bao nhiêu. Được biết, sau đám cưới tại Thái Bình, cặp đôi sẽ tiếp tục tổ chức hôn lễ ở Hà Nội vào ngày 26 tháng 11 với sự tham gia của bạn bè thân thiết, họ hàng, người thân của gia đình cô dâu chú rể. Sau đám cưới, đoàn văn hậu và Doãn Hải Mi có kế hoạch đi Singapore. Tuy nhiên, chuyến đi không nhằm mục đích hưởng tuần trăng mật lãng mạn ở nước ngoài mà để chữa trị chấn thương cho văn hậu. Trước đó, trang hậu vệ này bị chấn thương viêm biển bám gần gót chân và dự kiến sẽ mất từ 3 tới 6 tháng để có thể bình phục hoàn toàn.